Dr. Belter sử dụng những công nghệ hiện đại nhất hiện nay, cùng với đó là những công nghệ độc quyền chỉ có tại Dr. Belter như công nghệ DLS là công nghệ mô phỏng màng bảo vệ da. DLS giúp làn da xác định các thành phần này là tương thích để không tạo ra phản ứng ngăn chặn, mà nó sẽ mở cửa để các thành phần này thâm nhập vào da một cách dễ dàng hơn. Công nghệ hình cầu. Đây là một công nghệ tiên tiến để đóng gói bất kỳ thành phần hoạt động nào cần sự ổn định và chống lại quá trình oxy hóa khi đi vào trong làn da, tạo độ bám dính và thâm nhập. Sau đó sẽ giải phóng các thành phần hoạt tính một cách từ từ và duy trì được hiệu quả lâu dài của các thành phần này trong da.